Okay, hello everyone. Okay, សួស្តីបងប្អូនគ្នាចឹងស្វាគមន៍មកកាន់ channel របស់យើងខ្ញុំដល់ទៀតថ្ងៃនេះគឺថ្ងៃនេះនាំបងប្អូនគ្នាមកមើលការធ្វើកម្មជ្រួចដែលងើបកាន់នៅពីនេះមិញគាត់យកតែថាកម្មជ្រួចឥឡូវកម្មជ្រួចនេះគឺធ្វើពីថាងស្លឹកអញ្ចេចថាស្លឹករំអញ្ចេចណាអូខេចឹងយើងមានស្លឹកគេនៅនេះអូខេនេះពីយើងចាំតែកាត់ស្លឹកពីយកល្អហើយយកធំធំហ្នឹងគេមានមែនជាការងារក្នុងការកាត់ប្រមាណនេះហើយវាមានការធ្វើពីយកស្លឹកណាដែលល្អដល់នេះមួយបីโอเคอันนี้พอดได้ขนาดปีเมฆไหมยังฟัวเวียดำใบบันจะเลือให้เอาไปได้เวทเลี่ยจอมมังกรวิ่งเวียก็คลายโดยเชียรูปเรียงดาวมุ้ยยังอาจโยมมาเลนบานจังชีพจรในเอาไปได้แต่เมฆไม่ไปจานตะเพื่อโกตัวไอจังคือยังทัวเวียดำใบเลนมุ้ยนี่โอเคเลยตัวสนาต่อไหมยุยនេះទៅលុះបលាវាចេញចឹងទៅអាថ្នងវាโอเคแล้วนี่เปิดไว้นี่ครับบางคนตลุปลาเนี่ยเอาไว้ตัดมุกได้แหละลานั้นคือชื่อมันเต็มแต่การนำมุดได้โอเคដើម្បីយើងធ្វើបានគឺយើងត្រូវកាត់នេះមួយនៅចុងរបស់វា
mùi. Lấy xả bò rồi cho cái miếng cắn sai quá và tới thăm thế mà khi từ ngày dưới là hồi tao đo học hay mát chén mà từ ngày có biết làm tiền là lấy sao đành chứ và hiện tại thì vô thằng đó thì ai vô mà lấy mà để thực tế là lấy những mơ cà phê phơi mùi tiết mà có buồn ắt chung vào là cứ cho ăn chừng ấy tụ bay chưa vì ở ai tầm lập sạch ấy bàn mấy phần tay chị sẽ cứ ăn lên thay cho phơi tràn mới ăn lên bàn cả năm bị cột mà chẳng có buồn một chút muốn cọt đằng này ok lấy cứ định định mình chẳng ok lấy tập phần này mất ai kia kia một tít máu phải chứ bạn còn này mất bây giờ dương tam tích cái này dương cắt cả bán nhưng cắt cả ba bàn tay bớt xin dương cho về sát cứ dương cắt làm bài về tay chữ rụng đàng ok lấy nhung ok hà lớp bàn thoải mái thì dương bao nhiêu cầm sụp bao nhiêu bài này thế lấy chọn từ cái này một nhé ok, chúng ta sẽ đọc này ôi bây và nằm tiếp theo mình đến mà, nó chia xong nọ vào ghế của tôi bà, nó cứ sợ anh chết bà ok, bọc ôm mà chúng nó sợ anh chết bà, nó cứ sợ anh chết ok, 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 bà, ok, 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 vì đặc biệt phải cảm chú ý vì thiền chế ok chụp nên là video rồi tiếp cái công lịch cho subscribe đồng bài cho tụi bạn video mấy thứ mấy và ngày nay xong một cuốn và xong việc liền bye bye.